Rồi anh Hải ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai nhận hàng hai cặp Dumbo tay Bơi, hai cặp Full Gold Ribbon Full vẫy Full Tay. Cái bộ Dumbo này thì thật sự ở trên thị trường bây giờ nó có rất là nhiều bộ Dumbo khác nhau. Tùy theo chất lượng của mỗi bộ cá khác nhau thì giá trị cũng sẽ đi đôi với giá tiền. Nên là các bạn cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ trước khi quyết định xuống tiền để đầu tư cho cái bộ cá mà mình đang cần ha. Vì Dumbo thì nó có rất là nhiều giá 10, 20, 30, 40, 50 và tận trăm, 200 thì nó cũng có nó cũng tương tự như cái dòng mà full gold mình hay bán á thì nó cũng có giá từ khoảng mười mấy hai mươi rồi ba mươi bốn mươi nói chung là từ vài chục cho đến vài trăm còn đây sẽ là hai cặp full gold đi bông full vẫy full tay thì cái dòng mà full gold này á mình đã giải thích cái màu sắc nhiều lắm rồi đó như các bạn đang thấy trên clip á có nắng cái là nó vàng rực rỡ luôn ha còn cái không có nắng cái nhìn cái màu nó sẽ bị nhạt xuống xíu rồi bỏ vô trong nền trắng rồi sẽ nhạt xuống xíu nữa rồi cho vô tối rồi nó nhạt xuống xíu nữa ôi trời nhức đầu quá các bạn ơi mình bán cái dòng con full gold này mà mình giải thích về cái màu sắc của nó mệt xỉu luôn các bạn ơi. Có nhiều khách hàng không biết mới chơi á thì ừ, thấy mình quay trên clip nó vàng quá sao về sao thả trong nền trắng rồi nhìn cái màu nó bệt nó xấu quá trời xấu luôn. Nhưng mà full gold thì bắt buộc phải nuôi trên nền trắng hoặc là nền vàng, tốt nhất vẫn là nền vàng nha các bạn để con cá nó lên màu tuyệt vời nhất có thể nha. Còn nền đen thì chỉ để show lên cho đẹp thôi chứ đừng có nuôi nền đen, nuôi nền đen là dục con cá luôn. Rồi ok, cảm ơn hãy rất là nhiều nha.